chỉ được nghé một tí thôi, phải đi luôn. Bên này là ruộng lúa của Việt Nam, ở công chia. Và bên kia cái đồi kia là vừa đào kia là công chia. Đấy. Đang bị lỗi tùng lung. Xe này là xe GLK và GLK 300 năm 2009. Đấy. Anh em có nhu cầu mua thì bán luôn nhá. 500 triệu. Đấy, xe một người một chủ lái. Bây giờ nó đang bị lỗi. Lỗi nhưng vẫn lái được. Nói chung là tí tôi sẽ review cái xe này. Clip sau tôi sẽ review cái xe này. Cực hay luôn. Lái cảm giác lái phê hơn cả VinFast. Trái này à? Đấy, và tất cả các tính năng của nó tuyệt vời luôn. Đây nó cấm như trái này. Cấm như trái. Cái xe cấm như trái thì hơi lạ. Thế quay lại lại đường lúc nãy à em? Quay lại đường lúc nãy cũng được. Đường khác nữa. Ừ. Đường bên sông. Đừng mạo hiểm quá. Đường nào nó dễ đi. Ba cái cầu dễ phá phải. Lúc nãy tôi vừa đi qua mấy cái làng ở đây là Châu Đốc à. Đấy cũng là sông này, hay không? Đây là Tịnh Biên. Tịnh Biên. Đây là Tịnh Biên Châu Đốc. À cái gì Giang nhỉ? An Giang. Và kia là cây thốt nốt kìa. Thốt nốt. Và đi coi cái làng đấy thì rất là hay, những cái cổng làng của nó. Cổng làng rất là đẹp. Tiếc là lúc đấy không lôi máy ra để tác nghiệp. Tại vì bây giờ mình lại quay lại cái đường cũ mà. Quay lại đường cũ à? Ờ. Chỗ nào cần xuống thì Em quay đường cũ à? Mà tại vì vừa nãy cái đường rồi, tại trái rồi. Quay đường cũ thì mình sẽ quay lại cái rừng cây thốt nốt đấy, xong rồi mình dừng đấy một tí. Mẹ nhỉ? Ừ. Đi bộ vào cái chỗ cái vườn cây thốt nốt đấy, xong rồi dừng lại một cái cổng mà có ba cái đầu người, hoặc là một cái cổng mà người ta trang hoàng rất là sực sỡ, sặc sỡ về màu vàng. Đây à? Mày... Vâng, đúng. Cái này là bố tắt đi à? Phải đi. Tắt đi. Qua chói. Đúng rồi, đúng cái đường này rồi, đúng không? Đấy, đi ra đây sẽ thấy một cái đây, bây giờ tôi lại quay lại cái đường cũ lúc đấy để mà xem cái rừng cây thốt nốt. Thực ra đi đến cái biên giới làm gì đâu mà nó phải khó khăn nhỉ. Vâng, mình đã có chui ra đâu nó cứ đúng, nhưng mà làm gì đâu mà... đúng rồi, mình đứng đấy mình chụp ảnh chụp yếc mình ngó đấy, nghiêng một tí cái chỗ cửa khẩu ấy đã bị phận công an rồi an ninh thứ làm gì. Đợt trước anh đi lên lên gì nhỉ, lên Lào Cai đấy, mình còn thò cả chân sang kiểu nó đứng đấy chơi thoải mái. Chắc bây giờ là nghiêm hơn vì cũng có thể vì Covid người ta. Ở đây đây bố nhìn nhận đây này. Đấy, đấy. Đâu, chỗ, đây. Chỗ nào mà rộng rộng có lối vào. Nào thì đi bộ vào. Ồ, hơi có lối chứ. Chậm chậm thôi. Đấy này. À, em không xuống à? Tại vì vui mà sợ người em. Mẹ không xuống à? Anh xuống tí đi, con xuống người thằng đi. Đây xuống xem cây thốt nốt như nào nhá, cho anh em xem cây thốt nốt nhá. Cây thốt nốt này, ui hoa bây giờ. Bây giờ. Ok, vẫn đang cầm ở tay cái điện thoại này là hơi rung. Có cái máy quay nhưng mà nhiều khi cái máy quay nó hơi phức tạp. Rồi, đây. Đây như thế biết thế nào là cây thốt nốt.
tưởng bố xuống để chụp ảnh. Đấy nha, xuống đây xem rừng cây thốt nốt. À, ở khu vực này thì có thể nói rằng là trong lịch sử thì là trở lại cách đây khoảng độ 200 năm gì đó. Thì có thể nói khu vực này 200-300 năm rồi đấy, thì khu vực này nó thuộc trong cái biên giới của mình nó thay đổi ấy, thì là cái vùng đất này nó thuộc gọi là Chiêm Tràm. Nhà nước đây, đấy, này, đường cây thốt nốt này. Đấy, Chiêm Tràm thì nó giống như ở một phần của Campuchia. Cái chỗ này không đẹp bằng cái chỗ hồi nãy mà đồng ấy, còn cái này nó vẫn là khu dân cư. Ờ. Nhưng mà đây thì đây là cánh đồng của gì nữa, người ta trồng cái gì đây này. Ờ, nhưng mà vừa nãy nó còn bao la rộng cơ mà. Còn cái này nó có mỗi màu này. Đấy nha, ra đây cận cảnh, thực ra cây thốt nốt này nó cũng giống như một cái dạng cây dừa ấy. Tôi nhìn nó giống như một cây dừa này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cây thốt nốt này ở hình như là ở Lăng Bác, cái khu vực Ba Đình cũng có mấy cây này, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình tận mắt mình thấy cái cây thốt nốt. Ui, nó to ghê. Lại gần thì thấy nó to ghê. Đấy. Rồi, ok. Anh em nhớ subscribe kênh nhá, để tôi tiếp tục cập nhật cái chuyến đi xuyên nửa Việt này ở khu vực miền Tây. Đấy. Và chúng tôi đang đi bằng cái xe Mercedes GLK 300. Rồi, ok. Tôi sẽ có một cái bài review về cái xe đấy. Đi rất hay. Tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại. À, lát nữa tôi sẽ quay thêm một cái cổng nữa. Cái cổng rất là hay. Cổng cổng làng ấy. Cổng làng ở khu vực này, người dân người ta làm cái cổng làng rất là hay, rất là trang hoàng, rất là đẹp. Nha, xin chào, hẹn gặp lại.